Trung Nguyên với lời hứa phụng sự cộng đồng đạt đến giàu có và hạnh phúc. Công việc của tôi là giúp khách hàng hiểu rõ việc này. Ngày nào tôi cũng bắt đầu làm việc với một ly cà phê Trung Nguyên vào lúc 8 giờ sáng, nhưng mỗi ngày làm việc của tôi luôn luôn mới mẻ. Tôi thường trao đổi với cấp quản lý để xem việc nào đang chạy tốt, việc nào chưa ổn, rồi lên lịch hẹn với khách hàng. Như tôi đã nói, không ngày nào giống ngày nào. Mỗi ngày, tôi gặp những người khách hàng khác nhau, mỗi người một tính cách. Một trong những nhiệm vụ vinh quang và khó khăn hàng đầu của tôi là làm cách nào để khách hàng hiểu rõ giá trị và tinh thần trong mỗi sản phẩm của Trung Nguyên. Tự hào là một thành viên của Tập đoàn Cà phê số 1 tại Việt Nam, tôi được làm công việc mình yêu thích, môi trường làm việc thiện lành, các anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, cùng một mục tiêu chung là đạt được doanh số vượt trội. Tôi luôn đổi mới và sáng tạo trong công việc, tận tâm với nhà phân phối, tận tình với cấp quản lý, để họ cũng tận tụy với khách hàng. Cùng nhau hành động bằng một khát vọng lớn, quyết tâm cao độ và tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ. Bởi vì tại Trung Nguyên, tôi luôn tâm niệm rằng cho là nhận.